mấy cái squat mà ôm xuyên ở trên tay á. Mệt à? Là anh cảm giác như là sắp bị thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm luôn đó. Tôi không còn muốn nói gì thêm. Chắc phải đi mổ. Chị bao nhiêu ký chị Xuyên? Thật sự đi, em nói thật đi là em bao nhiêu ký? Thật ra là chỉ có 60 mấy ký thôi. Anh có thể cảm giác được á. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Cha đẹp vào bếp. Và chương trình Cha đẹp vào bếp được phát sóng vào 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Và chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và đến với ngôi nhà hương vị mỗi tuần thì chúng ta sẽ gặp mỗi chàng trai khác nhau. Và chàng trai đó phải vượt qua thử thách của Ngọc Xuyên và Phương Lan để bước vào căn nhà này và nấu một món ăn thật ngon. Đúng rồi, vậy thì tuần này chàng trai nào sẽ may mắn bước vào ngôi nhà hương vị này và vượt qua những thử thách cam go của chúng tôi? Mẹ ơi, con muốn biết thông tin của chàng trai tuần này. Để anh bói cho em một quẻ nhé. Số mệnh của em đang bị thiếu một nửa rất quan trọng. Hình như người đó là anh. Anh hứa sẽ rất ấm áp để luôn sưởi ấm trái tim của em. Em nhé. Hình như là trai Hà Nội là gu của em ấy, Phương Lan ạ. À. Ôi sao chị biết? Tại vì chị nghe đồn đâu đấy loáng. Ôi sao tự nhiên chị nói được hả? Chị nghe đồn đâu đó loáng thoáng là em rất là thích trai Hà Nội. Thực ra tại vì em rất là thích con trai Hà Nội. Bởi vì cái giọng người ta rất là ấm áp. Vậy gu của em là trai Bắc đúng không? Em không có dám nhận. Yeah, mà không biết là chàng trai hôm nay xuất thân từ đâu rồi. Nói chung là nghe gì? Nghe cái giọng là thấy ấm rồi. Đúng rồi. Nhưng mà không biết là ngoại hình của anh như thế nào, rồi không biết là anh có giỏi hay không. Nhưng mà vẫn không biết luôn là khi nào anh tới nhà mình. Tại vì tới giờ này là mẹ nó cứ đúng giờ này là có chuông. Đó, thấy chưa? Xin chào hai em xinh đẹp của chương trình. Ôi, Phương Lan ơi. Hôm nay thì... Anh quay đã. Đừng nói gì nữa, anh đứng nép qua bên kia được không? Được. Thấy có cái sự nhục nàng ở đây. Đừng, tụi em ăn đĩa hết luôn á. Chị, hôm nay chị mang guốc bao nhiêu tấc? Chị mang guốc có 2 tấc mấy hả? Trời, 2 tấc mấy luôn á hả? Ừ. Em mang guốc 2 tấc mấy mà mình đứng có sát người ta thôi đó. Chào anh đem cái giỏ. Hôm nay thì Phụ Long có một chút quà để tặng cho hai MC xinh đẹp. Nấu món ăn ngon cho tụi em đúng không? À rồi, em xin nhận cái món quà. Em qua nhận đi. Dạ. Wow, trời ơi. Sao? Trái này trái giả. Trái giả. Em gái em nó hơi sổ sàng nhưng mà không sao thì thật giả lẫn lộn. Cứ nhận đi cho anh vui, hiểu không? Bây giờ anh đã có lòng tặng rồi thì mình cứ nhận thôi. Mà này. Ủa nhưng mà anh đem cái này lát đừng có sổ sàng quá anh sợ. Thôi không ăn được. E dè quá kìa. À không có, tụi em ơi, kiểu tụi em thích thử vậy đó mà. Thôi. Rồi, tụi em xin nhận cái món quà của anh. Trước tiên thì để anh giới thiệu ảnh cho tất cả quý vị ở đây cùng biết. Xin giới thiệu với hai MC và tất cả mọi người đang xem chương trình. Mình là người mẫu Hữu Long và hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho em hỏi nhỏ là anh cao 1m bao nhiêu ạ? Chiều cao hiện tại của mình là 1m86. Dạ, số đo 3 vòng. Em thật ra em không quan trọng số đo 3 vòng. Tại thường người mẫu á, em chỉ quan trọng là có múi không thôi. Mà Lan là em gái của Xuyên hả? Dạ đúng rồi, em gái của em. Nhưng mà anh nhìn anh tưởng em là Xuyên là em gái của Lan. Tưởng em là Xuyên là em gái của Lan. Nãy giờ anh tưởng là Xuyên là trẻ em hơn đó rồi. Thế còn Xuyên là chỉ làm MC hay là có đóng kịch hay là diễn viên gì không? Dạ em đóng lên vào tim anh. Em nói đùa thôi, em là MC, là diễn viên, nói chung là cái gì diễn xuất nhưng được mà là em nào mà mới khi nào mà có phim thì kéo anh đi chung với chứ. Ủa? Anh ế quá, không có. Ủa? Ai mà có phim nữa. Quay cho em hỏi là cái mục đích anh bước cho anh đến đây là anh muốn chinh phục chị em hay là anh bắt cô? Nhưng mà vừa có show nhưng mà vừa dắt nhau đi làm luôn. À.
đi làm chung với nhau kiếm đúng tiền. Đúng là người đàn ông mà người ta có một cái sự anh không phải lâm đồng. Tại vì vậy nè, anh tới đây anh kêu mình bóc xô cho anh đi diễn được. Nhưng mà mình không thể nào nhờ anh bóc xô mình đi làm người mẫu được. Được em. Có em. Em xem những chương trình bây giờ là người ta gọi là break the rule vậy đó. Là kiểu phá vỡ mọi giới hạn. Các em có thể làm người mẫu mà nhí á. Có một khi người mẫu nhí thì là có thể là tham gia được. Anh sẽ giới thiệu cho. Người ta nói là giới người mẫu thường là người ta sẽ khô khan. Đúng. Nhưng mà em thấy anh là một người rất mạnh và đến với chương trình hôm nay là rất hợp với anh luôn. Nhưng mà thôi em đừng khen vội, không là anh sợ là rớt lắm. Cho nên cứ đầu mình cứ nhạt đi, không càng về sau mà trộm vía thì mình vậy là anh đang nhạt rồi đó hả? Rồi nhưng mà không biết là ngày hôm nay anh đến đây là ngoài anh biết cái giỏ trái cây có trái cây thật trái cây giả thì làm thấy anh mặn lắm rồi đó. Không thì... thật sự thì anh đưa cái thân xác anh đến đây là thật sự là đã là vinh hạnh rồi. Thôi nhưng mà ngại quá. Không phải à? Em nói đúng ý anh quá. Nhưng mà không biết là anh đem cái món gì nấu cho quý vị khán giả. Hôm nay đến với chương trình thì anh sẽ trổ tài làm món bánh lăng phô mai. Đối với cái món bánh lăng đó thì anh muốn làm để anh chinh phục ai trong hai đứa em? Ủa nhưng mà mình phải nói là phải nói cái ý đồ của mình ngay khi vừa mới đến. Đúng, vậy chính xác. Tại vì đó, thật ra cái vấn đề mà chinh phục á, nó chỉ vấn đề nhỏ thôi, thử thách mới là cái lớn. Tại vì nếu như mà anh chinh phục em thì Xuyên sẽ là người đưa thử thách cho anh. Nhưng nếu anh chinh phục Xuyên thì em sẽ là người đưa ra thử thách. Đúng rồi. Tại vì vừa mới đến ấy, thì mình cũng chưa biết được là cô nào rung động với cô nào hết á. Nhưng mà tại vì cũng có xem những bộ phim điện tử, diễn viên điện tử của Phương Lan. À, diễn viên điện ảnh Phương Lan. Wow, mạnh nha, mạnh nha. Thì có rất là thích những cái vai diễn của Phương Lan, thì cho nên là cũng có một chút là rung động nhẹ. Thì chắc là mình sẽ tới đây để tán tỉnh Phương Lan đi, nếu mà phải nói luôn á. Là kiểu như thì, là kiểu ở tán tỉnh Phương Lan. Nhờ là Xuyên đưa ra những thử thách. Vâng, và bây giờ sẽ đến với thử thách đầu tiên để anh lấy nguyên liệu làm món bánh lăng của anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách phụt phụt. Là sao chị? Thử thách người ta dễ thương như vậy mà không biết được phụt phụt. Em có hình dung được cái âm thanh của nó không? Đó là mình phải thổi. Thổi làm sao mà cho trái trứng ở trong cái ly này có màu đỏ ở trên, nó sẽ bị lật ngược xuống dưới. Em hiểu không? Và anh Long lưu ý, những số trứng mà anh thổi được sẽ là cái trứng mà anh dùng làm nguyên liệu cho bánh flan của anh. Và em được biết, món bánh flan phải dùng ít nhất là 6 quả trứng. Thì anh phải thổi làm sao cho mình được 6 quả trứng nhé. Nhưng mà anh sẽ làm một bánh băng lăng này để cho Lan thưởng thức thôi đúng không? Anh tưởng là nếu mà để Lan thưởng thức thôi thì chỉ cần 3 trứng thôi. Chỉ cần 3 trứng thôi. Không, em nữa. Còn em nữa thì phải 6 trứng. Thì anh sẽ phải thụt thụt rất là nhiều, mệt lắm. Mệt lắm. Nhưng bây giờ đây là cái quy định của em. À, quy định của em. Thế bây giờ anh có muốn chơi không? Chương trình này của em. Vâng. Rồi ok, anh chơi luôn. Và nếu như anh thổi trứng bị bể thì anh ráng chịu, sẽ không có trứng cho anh làm bánh đâu. Ok. Rồi bây giờ 1, 2, 3, bắt đầu. Mạnh lên á, trời ơi. Cái gì? Mày ngu con ca. Thổi mạnh lên. Lại hết sức đàn ông. Này nó có dính không vậy? Rồi. Đó, hay quá. Đó, hay quá. Thôi thử rồi. Thổi đi Lan, cố lên Lan. Thổi đi anh. Đó, thổi đục đục lên nha. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Hai. Đó. Ba. Hai. Một. Sau đây chúng ta sẽ kiểm tra kết quả của anh Hồ Long. Anh đã lại tình kìa. Sao vậy, anh có sao không? Anh ổn không? Anh hơi bị tụt sò huyết, tụt sò huyết rồi mọi người ạ. À. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả. Đầu tiên, trái trứng đầu tiên. Một trái. Anh đứng bên này giùm em. Vâng, cảm ơn anh. Hai trái. Ba trái. Không phải trái số 4 nha, cái này không phải trái này. Nó được một nửa, mình được một nửa. Dạ, mình lấy lòng đỏ thôi. Dạ, không, lòng trắng mình dùng. Em quy định là không được. Okay. Em muốn làm gì cũng được, cái chương trình của em. Và trái này là 4 trái. Và trái này chúng ta không tính vì Phương Lan thổi. Ủa? Phương Lan thổi là phải... Chị, nói em thổi. Chị đâu có giao là em thổi được là sẽ lấy được đâu. Vậy... Đúng không? Hồi nãy chị không hề nói. Ủa như vậy Lan thổi
cho vui hả? Đúng rồi, đang thổi cho vui thôi. Em thích nó bé lan, nó mất sức vậy thôi chứ không có gì hết. Ủa là em thổi muốn bắt cái lòng thổi luôn. Thổi mà cho vui nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với món bánh lan của anh Hữu Lâu. Và đây là thành quả mà anh đã đạt được trong thử thách của em. Còn lại đây là thành quả anh không đạt được. Em sẽ cất nó vào tủ lạnh. Không sao đâu, hồi em ăn cắp giặt được. Rồi bây giờ anh có thể giới thiệu là nguyên liệu của anh gồm có những cái gì? Để chuẩn bị cho món bánh lăng thì nguyên liệu anh đã chuẩn bị là có 4 quả trứng và một chút đường cát, mấy viên phô mai, có một chút sữa nữa. Vâng. Sữa đặc và sữa tươi. Thì, rồi bây giờ mình sẽ làm... Món này cũng rất là đơn giản thôi. Thì anh làm có thể là khoảng tầm... Đâu đó rơi vào khoảng tầm 2 tiếng là sẽ xong. Từng bước các thứ là anh phải làm rất là kỹ luôn đó. Alo, nhưng mà bây giờ thật sự như là đường là anh phải chọn lọc. Hai chị em đang rất là đói mà đường anh là làm từng hai... hạt từng hạt một. Hai anh tiếng bỏ vô để anh quấy. Anh mà làm 2 tiếng là tụi em đói chết. Thì có thể là chương trình sẽ có gọi đồ ăn về cho em ăn trước. Rồi anh ăn tráng miệng lát xê bằng bánh lăng. Anh làm đi, anh làm đi, đi anh ngồi cũng được. Chọn lọc từng hạt đường nè, anh làm nè. Đây, bước đầu tiên là anh sẽ rang đường. Anh có cần cởi cái áo này ra cho nó gọi là nó healthy and balanced. Ôi trời ơi. Em mắc đâu chỗ nào, cẩn thận nhỏ áo của anh nha. Cởi cởi luôn áo này ra. Ôi cái áo không, không cởi được em. em nhầm. Bây giờ mình rang đường á. Bây giờ là bước đầu tiên là mình sẽ rang đường nha. Tại mình rang đường đấy mình làm cái gì anh? Mình rang đường để mình làm caramel. Đầu tiên mình bỏ một chút nước thôi. Tại sao mình lại làm cái này trước vậy anh? Thì bánh nó có từng công đoạn mà em. Vâng. Em hỏi anh để em phải làm sao mà anh biết được. Hỏi cái người mà chế ra cái loại bánh này thì mới biết được. Còn anh chỉ học thôi, rồi, trên mạng thôi. Mình rang đường này, mình rang đường mà làm caramel vào. Mình xào đường trước đi. Sau đó mình sẽ bỏ đường vào. Anh sẽ để 5 muỗng đường. Muỗng là mình lấy muỗng cà phê nha. Vâng. Chứ mình đừng có lấy mấy cái muỗng mình ăn phở bỏ vào, nó sẽ là ngọt lắm. Cái này cũng biết đúng không anh? Rồi, bánh này lên. Mẹ thấy dòng trạng thái này của Hữu Lâu trên mạng xã hội, gọi điện về hỏi thăm mẹ. Mẹ hỏi Tết năm nay có dắt ai về không con? Hay là Tết năm nay Hữu Lâu thử đem Ngọc Xuyên về, con thấy lời đề nghị của bác thế nào? Trời ơi, nhưng mà chương trình của mình là có thêm một người thứ ba đang theo dõi chúng ta hả? Dạ đúng rồi, là mẹ. Tất cả những camera, camera trong nhà. Đấy. Thì là, nhưng mà sao mẹ em thấy biết là anh, nếu mà xem được chương trình á, là biết là anh muốn tán tỉnh em mà lại. Thực ra thì tất cả những chàng trai mà đến cái ngôi nhà này á, thì mọi thông tin hay là tất tần tật là mẹ em đều biết hết. Đó, cho nên là cái việc mà mẹ em muốn gả như thế nào là cũng phải theo ý của mẹ em. Trời ơi, bắt đầu cái caramel là nó dậy cái mùi lên thơm quá. Nó khi mà cái caramel này muốn ngon thì phải để cho nó hơi có màu cánh gián một xíu. Người ta gọi là mật ngọt chết ruồi đấy phải không anh? Để chị thích làm con ruồi à? Không, em coi chừng đấy, anh ấy ngọt ngào lắm, coi cẩn thận. Có mật thư. Mẹ thấy Hữu Lâu hay có những tấm hình này, Long con có thể vừa ẩm xuyên và vừa squat được không? Thật sự luôn á, là khi mà anh đi tập gym anh rất là ít khi squat luôn á. Sao vậy? Tại vì anh thường thường thì anh tập về ngực rồi về tay, tay vai vậy đó. Còn squat là để cho mà vùng mông thì nữ tập nhiều hơn. Vậy tập ngực là anh có hết đất không? Anh thì anh đẩy tạ thôi. Em nghĩ là anh hít đất đi. Hít đất đúng rồi. Đúng rồi. Anh hít đất mà chị Xuyên sẽ ngồi trên đấy và anh hít đất. Nhưng mà Xuyên là 60 cân. Ôi trời, cái gì anh nhìn em như vậy mà anh bảo em là 60 mấy cân á? Thế trừ bì đi là bao nhiêu? Em chỉ có 40 cân thôi. 40 cân. Thường đẩy tạ là với cái quần này không biết là có squat được không? Tại vì khi đi tập á thường mặc quần short á. Không, không, anh không cần squat, anh hít đất cũng được. Hít đất mà em ngồi lên vai của anh hả? Em ngồi lên người anh. Em rất là vui. Vậy thì mình sẽ tạm dừng nấu ăn ở đây hả? Xong mình sẽ làm thử thách đúng không? Mời đúng anh. Rồi, đúng okay. Rồi, mời anh. Kính thưa quý khán giả, và bây giờ ngay tại ngôi nhà hương vị này, chúng ta sẽ được chứng kiến màn squat của siêu mẫu Hữu Lâu ẩm trên tay chị Ngọc Xuyên để squat. Anh có thể. Rồi bây giờ là em thấp xuống đi. Bây giờ là em chổng đầu xuống. Trời ơi, anh sao? Nhưng
mà sao? Nếu mà có ngã thì em cũng phải diễn nha. Vâng. Giả vờ không đau. Vâng. Ok. À, anh cúi xuống một tí. Rồi, đây để anh quỳ xuống. Đấy. Ui ui ui. Bây giờ là squat đúng không? Một này. Làm 10 cái squat mà ôm xuyên ở trên tay á. Mệt à? Là anh cảm giác như là sắp bị thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm luôn đó. Tôi không còn muốn nói gì thêm. Chắc phải đi mổ. Chị bao nhiêu ký vậy Duyên? Thật ra... sự đi, em nói thật đi là em bao nhiêu ký? Thật ra là chị có 60 mấy ký thôi. Anh có thể cảm giác được á. Thấy không, chị nặng 60 mấy ký ảnh thoát vị đĩa đệm luôn. Ý, có mật thư của mẹ. Hữu Long giỏi quá. Thưởng cho Hữu Long hai quả trứng. Yeah. Ủa sao em mừng quá chị Lan? Đúng rồi. Mà squat 10 cái là phải thưởng 10 quả trứng chứ. Anh đập 3 quả trứng trước. 3 quả trứng này. Tại sao không đập tốt quả? Anh sẽ đập 3 quả, lấy hết cả lòng trắng, lòng đỏ. Và 3 quả sau thì anh chỉ lấy lòng đỏ thôi. À. Nhưng mà khi mà làm một bánh lăng này á, thì chúng ta có thể lấy cả lòng trắng, lòng đỏ. Còn khi mà các em ăn ấy, thì các em chỉ nên ăn trứng luộc với anh chỉ ăn nên ăn lòng trắng thôi và ăn ít lòng đỏ lại. Tại sao ạ? Tại vì lòng đỏ chứa rất nhiều cholesterol, nó sẽ không tốt cho cái hệ tiêu hóa của em. Còn em ăn lòng trắng thôi thì nó sẽ có rất nhiều protein khi mà em tập gym hay gì đó, rất là tốt. Một lần người ta đập một lần là bể, anh đập phải ba bốn lần thì nó mới bể. Lấy lòng đỏ rất là khó nha. À, cái này là phải chuyên nghiệp lắm mới lấy được. Chuyên nghiệp lắm á, mà anh chưa làm bao giờ. Ủa, em nghĩ là anh phải đập ở đây chứ. Đây hả? Anh đập ở đây thì cái lòng trắng nó có vẻ rớt ra thì anh bắt đầu anh chắc chắc đúng không? Qua, anh đập. À, lấy lòng đỏ. Đó, em thấy chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp. Rồi. Ở nhà thường thường anh sẽ đánh trứng bằng máy luôn. À. Ở đây thì hơi đánh hơi thủ công một tí. Mẹ ơi, anh chê mẹ không có máy đấy mẹ. À đây. Mình sẽ tiếp tục là mình sẽ cho sữa vô cái nồi này. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm sữa đặc với kèm với sữa tươi luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho thêm 5 viên phô mai. À, khi mà mình đã làm xong phần đó rồi, phần bánh rồi thì mình sẽ hấp bánh lên để cho nó chín. Cắt cái nước cốt này cẩn ra. Cẩn thận nha, nóng. Nước này ra. Đó đúng rồi. Từ từ cẩn thận. Rồi em nghĩ như vậy là được rồi. Bỏ lên nồi luôn anh, bỏ vô nồi luôn. Đúng rồi. Cái món này rất là đơn giản nhưng mà phải những người tinh tế thì mới làm được. À, vâng. Mẹ muốn ăn thêm một món trái cây. À. Thì bây giờ phải làm sao ta? Đây nè, anh trái cây nè. Ừ. Nay anh cũng có đem giỏ trái cây đến tặng cho hai em á. Thì anh nghĩ là anh sẽ ngọt và làm món trái cây trộn rau cua. Trái cây nhưng mà trái này thì mình trộn như thế nào á? Để cho mọi người thưởng thức cùng với món bánh lăng luôn. Trái này mình trộn sao á? Ví dụ như những trái này thì mình trộn. Thì mình có trái nào mình trộn trái đó. Ở đây cũng có rất nhiều trái cây ngon mà. Nhưng mà bây giờ anh sẽ gọt trái cây và làm món rau cua trái cây để hai em và dì cùng thưởng thức. Bây giờ đầu tiên anh sẽ cần thớt và dao. Bây giờ anh sẽ gọt trái bơ nha. Trái bơ này gọt rất là khó đó. Không ai gọt bơ như vậy cả. Không ai gọt bơ như vậy cả. Anh ơi, bơ chứ không phải là kiểu như xoài mà anh gọt vỏ, anh hiểu không? Cái bơ nè, sẽ gọt như vậy nha. Ok. Đấy, mình sẽ gọt một vòng cái ngay cái hộp của nó. Đấy. Xong rồi bắt đầu mình sẽ tách ra.
không, mình lấy cái tô mình bỏ vô. Đúng rồi, tô mình trộn rồi anh đứng qua bên kia đi, anh đứng qua trái cây ra vô mình trộn bằng tô thì sẽ là ngon hơn đó. Đó rồi, nếu mà mình gọt thì mình sẽ gọt như vậy đó, thấy rồi mình sẽ cắt ra đúng không? Rồi. Trời ơi, là anh ngồi đó, là anh ngồi đó, tụi em ở đây làm, tụi em làm đây, đang làm bánh rồi mà. À, là muốn ăn là phải lăn vào bếp. Đúng. Là anh sai tụi mình luôn á. À, thôi kệ, đây là nhà mình mà. Lẹ lẹ lên em ơi, sắp tối rồi. Đó, xong rồi nè, xong rồi nè. Xong rồi nè. Bơ xong chưa em? À, dạ bơ vừa mới xong rồi, làm gì nữa anh? Còn thanh long với xoài đó em. À, dạ, còn dạ, nốt dạ. Đi chứ để chi. Anh đâu đó? Anh ngồi đó đi. Anh lẹ lẹ đi em ơi. Cha là mẹ tụi em gì đó, đánh qua. Đúng đi rồi, em anh tối rồi đó. Anh mời lên phòng nằm ngủ luôn. Cứ để anh tự dưng, à tự nhiên. Cứ để anh tự nhiên. Anh ơi, nhà tụi em anh có thể tham quan nhưng mà đừng nói chuyện với camera nha. Ờ, anh không ăn cắp vặt đâu, đừng lo. Anh thấy nhà em trang trí vậy được không? Có đúng theo ý anh không? Nhà cũng sang trọng, cũng đẹp. Anh ơi, đừng ăn cắp vặt nha. Nhà có camera thấy hết. Em nói vậy không sợ mích lòng anh hả? Dạ không, em nghĩ sao mà nhìn anh ăn cắp vặt? Có vàng, có gì, có tiền anh mới lấy. Ba cái đồ hoa trái cây để lấy làm gì? À đúng rồi, anh sẽ làm đá bào nữa. Hồi nhỏ hay ở đây các em đã được thưởng thức cái món đá bào siro chưa? Đá bào siro, dạ rồi anh. Mà đó ấy, kiểu mấy được ăn của mấy chú mà chạy xe đạp, mà chú hay kiểu vẽ con này con kia. Ừ. Là hồi xưa là anh đi bán đá bào siro ạ? Có đâu em. Chứ sao anh hỏi cái đây? Tại vì là anh chuẩn bị làm đá bào này thì sẽ gợi nhớ lại những cái ký ức tuổi thơ của em á. À, nhưng mà anh bỏ cái cục đó vô luôn cũng được. Mình bỏ đá vô mình mới vào mà đúng không? Xây đá. Cái này chắc phải cho thêm một chút nước vào thì nó dễ xây hơn. Nó tan rồi. À bây giờ em nghĩ là cái này hơi khó xây, mình bỏ qua đi. Okay. Mình chỉ cần là đổ sữa chua rồi bỏ đá vô ăn là được. Cho rồi. Nó không biết sao là nó mát. Vâng, được, đúng không? Đúng rồi. Chỉ mình chỉ lấy một lượng vừa đủ ăn thôi, chứ mình đừng có lấy nhiều quá, phí. Anh sợ là nhiều sữa chua quá thì cũng sẽ rất là ăn rất là ngọt, với cả sợ là dễ bị mập. Ủa sữa chua mà ăn sữa chua nhưng mà không đường thì sẽ không bị mập. Trái cây cũng ăn nếu như không đúng cách rất là mập. Nhưng mà trái cây có đường thì nó mới mập. Trái cây, kể cả trái cây không có đường nhưng mà nó vẫn có calo. Cái này em bỏ tủ lạnh nha. Ok, nhưng mà này em bỏ tủ lạnh giùm anh. Đó, em nhìn thấy bánh hấp dẫn không? Hấp dẫn lắm à. Đẹp quá. Rồi. Rồi. Thì với ba chiếc bánh răng này thì anh nghĩ là sẽ trang trí thêm một chút trái cây nữa thì nó sẽ nhìn sẽ đẹp hơn. Bày trái cây vào ba cái ly này. Vậy là món bánh lăng và món rau trái cây đã xong. Chúng ta vào bàn. Đúng rồi. Thật sự là chẳng có biết bao nhiêu thăng trầm từ nãy giờ. Cái món này những tưởng nhưng mà nó đơn giản nhưng mà cũng không hề đơn giản ha. Thật ra chị nghĩ là cái món này ảnh làm cũng khá là hoàn hảo ở nhà, nhưng mà tại vì tới đây ảnh không có quen cái căn bếp của mình cho nên là ảnh hơi bị động cộng, đúng không anh? Ừ, thú thật với hai em là anh đây là lần đầu tiên anh làm món bánh lăng này. What? Tại vì hôm nay đến thì cũng mình có nguyên liệu nào thì mình làm nguyên liệu đó thôi, chứ mình cũng không có chọn lựa được. Thật là từ nãy đến giờ anh thể hiện cho tụi em thấy là anh một người rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thôi, thật ra là anh chưa bao giờ làm. Đúng, quan trọng là thần thái. Wow, nhưng mà anh có thể đánh lừa em, nghĩ là hình như em nghề chính của anh là nghề diễn xuất đúng không? Chứ không phải là người mẫu, vậy anh nghĩ quá định. Anh cũng không có muốn là gọi là lừa dối hai em, nhưng mà để mà muốn lấy lòng hai em thì anh đã phải nói là cái món này là món tủ của anh.
Nhưng mà thật sự anh nghĩ là cũng sẽ ăn được đó. Vậy thì mình thử xem là có ăn được hay không nhé. Ok, mình thử đi. Hay em phát biểu xem là cái vị đấy nó như thế nào. Anh là khách mà mình cứ tôn trọng. Nó có giòn giòn mà mặn mặn hay là... Cái bánh lăng này khi mà cái cảm giác đầu tiên em đưa vô cái đầu lưỡi thì là một cảm giác hơi sợ. Hơi sợ. Nhưng mà nói đùa thôi, nhưng mà khi mà ăn vô á, nuốt vào á thì cái vị nó rất là vừa phải, không có quá ngọt, cũng không phải là quá lạc đâu, nó cũng được chứ không phải là tới nỗi nào mà khó ăn. Đúng rồi, tại vì cái này thì nó, nếu như mà chấm điểm thì em nghĩ là khoảng đối với người lần đầu tiên làm thì em nghĩ là không, 6 điểm, 6 điểm. Sao em keo quá. Tại vì quá cái bánh này nó lộn gì quá. Đây. Nói đùa vậy thôi chứ hôm nay thực sự rất là vui khi mà được anh Hữu Long đến đây để cùng chia sẻ một cái bí quyết mới về cái cách làm bánh flan và món da u sữa chua. Không, riêng em là em sẽ học được ở anh một cái nét diễn xuất lừa dối. Cái nét diễn xuất lừa rất là hay. Diễn như không diễn. Chính xác. Và nó có những cái từ rất là ngộ nghịnh, ví dụ như là diễn viên điện tử, anh tuột sổ huyết này nọ, những cái từ rất là dễ thương nhưng mà rất là vui. Lâu cũng rồi thì em mới có cái cảm giác là gặp một cái người mà người ta mặn mà tới như vậy. Nói chung là ngày hôm nay cảm ơn anh Hữu Long đã đến với Ngôi Nhà Hương Vị và đem đến rất nhiều bất ngờ cho em cũng giống như là chị của em Ngọc Xuyên. Cảm ơn anh Hữu Long ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình Trai Đẹp Vào Bếp. Và chúc cho anh Hữu Long sẽ ngày càng cao hơn nữa. Thì cao nữa đi chứ, ảnh cao đi chứ em sao vậy? Em nghĩ là chị chúc những cái điều gì đó thiết thực hơn. Tại ở cái tuổi này thì ai mà cao nữa. Nhưng mà cái nghề của ảnh là cần cao. Thì em phải cần cao. Chúc cho anh ngày càng cao hơn nữa, nhiều show hơn nữa và ngày càng đẹp trai hơn, mặn mà hơn bây giờ nữa nha anh. Anh cũng xin cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn em, hai MC xinh đẹp đã mời anh tới đây và đặc biệt là được trổ tài cái tài năng cực kỳ là cái tài năng mà nấu ăn cực kỳ là đỉnh của anh đến với chương trình. Anh cũng rất là cảm ơn hai em và chương trình. Và chúc cho anh sẽ luôn có nhiều sức khỏe và con đường nghệ thuật của anh ngày càng phát triển hơn nữa. Và kính thưa quý vị khán giả, chương trình Trai Đẹp Vào Bếp được phát sóng khung giờ rất quen thuộc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Và chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ Phương Lan, Ngọc Tiên và anh Hữu Long xin chào và hẹn gặp lại.